Trong video phát sóng vào tối 8 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng của ông sẽ không nhường 1 cm nào trong trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực phía đông Donetsk. Tâm điểm của cuộc xung đột ở khu vực công nghiệp Donetsk là xung quanh các thị trấn Bakhmut, Soledar và Avdiivka, nơi diễn ra các cuộc giao tranh gay gắt nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào tháng 2. Ông Kirill Stremoshev, lãnh đạo Kherson do Nga hậu thuẫn, cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến công trên 3 mặt trận, bao gồm cả Snihurivka. Trong khi đó, ông Vitaly Kim, thống đốc Ukraine khu vực Mykolaiv, khẳng định các lực lượng Ukraine đã đánh đuổi Nga khỏi khu vực này. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về tình hình trong thị trấn từ các quan chức quân sự Ukraine hoặc Nga. Trong khi đó, đài RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán với Moscow. Theo đó, điều kiện để đàm phán là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, bồi thường thiệt hại do chiến tranh, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và đảm bảo rằng điều này sẽ không tái diễn. Tuyên bố này cho thấy Ukraine đã sẵn sàng chấm dứt các hành động thù địch. Trước đó, vào tháng 10, ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố Kiev sẽ chỉ nói chuyện với Moscow khi nước này có một nhà lãnh đạo khác. Ngược lại, Nga đã nhiều lần nói rằng họ đang mở cửa cho các cuộc đàm phán. Kể từ khi các cuộc đàm phán với Kiev thất bại vào tháng 3 tại Istanbul, Moscow cáo buộc Kiev đang làm suy yếu khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Theo hãng tin TASS, Mỹ và NATO cho rằng việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ có thể thực hiện được nếu Kiev giành lại Kherson bằng trận chiến có ý nghĩa cả về chiến lược và ngoại giao. Mỹ thừa nhận đã duy trì liên lạc trực tiếp với Moscow trong nhiều tháng để tránh xung đột và nguy cơ leo thang hạt nhân.